Ồ, em cầm cầm một anh nhé. Ok. Tôi đang làm gì? Em đang đứng đây làm gì á? Em đứng đợi bạn ạ. À. Bạn à? Vâng. Không đi với người yêu ạ? À? Người yêu em bận rồi ạ. Bận rồi ạ. À? Bận rồi ạ? À? Vâng. Sao thế anh? Không, tại vì anh thấy xinh đúng một mình nên là anh muốn ra làm quen đấy mà. À thế ạ? Thế ạ? Em lên lâu chưa? Đứng lên lâu chưa? Em mới đứng đây một lúc thôi ạ. Một lúc à? Dạ vâng. Ủa gì vậy? Còn nước này người ta bán ngọt ấy nhỉ? Không được quá anh thôi. Thế anh thấy nước hơi ngọt đấy. Nước gì mà ngọt thế ạ? Để em còn về nhà em uống nữa anh. Đây là nước tình yêu ấy. Thế ông im mẹ à? Em đứng đây không thấy nóng à? Cũng hơi hơi một chút thôi ạ. Mà anh nhìn em á, anh thấy nóng rồi đấy. Sao lại nóng à? Nóng bỏng. Thôi làm bối rối. Không bé ơi. Tưởng nó bắt được người yêu đi chơi. Bạn em sắp tới nơi rồi anh ạ. Thế anh đi với hai người cũng được. À thế à, em không san sẻ được tình cảm cho người khác anh ạ. Em chỉ san sẻ cho một người thôi anh ạ. Không sẻ được á? Vâng. Thôi anh xin lại nha, cảm ơn nha. Chúc em chơi vui vẻ nhé. Vâng. Cảm ơn. Cầm hộ anh cốc nước quay. Dạ vâng ạ. Đứng đây làm gì ạ? Dạ em đứng đây chờ đợi tình yêu ạ. Ôi. Chờ đợi tình yêu á? Sao khả năng tình yêu của em đến rồi? Là thế thì anh cho em xin info của tình yêu em đây, đấy. Đây trước mặt em đây. Người điên à? Ui. Không hiểu luôn á. Sao nước anh ngọt thế? Thank you. Mặc dù anh bảo người ta cho ít đường thì xong vẫn ngọt anh. Dạ, chắc là người ta cho thêm sữa đấy anh ạ. Cho thêm sữa anh ngọt chứ. Không, anh thấy điều ngọt ngào đứng cạnh anh ạ. Chắc là thế rồi anh ạ. À. Không những chỉ ngọt mà còn mát cơ ạ. Còn mát à? Không, anh thấy nóng chứ. Anh nhìn thấy anh thấy nóng rồi đấy. Nóng gì ạ? Nóng bỏng. Không vì anh làm em ngại quá. Có phải ngại? Người ta khen thật thì mình không có gì ngại, mình phải tự tin lên chứ. Lần đầu tiên em được thả tính ruồn rập như thế, mát hết cả mặt. Thế là đứng đây đợi anh bao lâu rồi? Đợi anh ở đây từ chiều. Từ chiều. Cũng khá là lâu rồi. À, thế bây giờ chắc đi về đây. Về nhà anh. Chết rồi. Em bắt cóc rồi. Sao lại bắt cóc? Cái này là bắt cóc rồi, mới gặp người ta lần đầu tiên là anh thì đã... bây giờ em đứng đây đợi anh từ chiều thì anh không để em phải bỏ công chứ. Sao anh không đèo em về nhà? Hả? Em. Về nhà thì phải về nhà mua nhà chung chứ. Rất ngon rồi đấy. Không sao, thôi thì em cứ đứng đây, anh xin phép. Tí anh quay lại. Em cầm hộ anh cốc nước với. Ok. Sao anh? Hai em đứng đây làm gì? Em đứng chơi ạ. Đứng chơi à? Nói nhiều quá. Ốt để yên. Ủa là sao vậy? Không hiểu luôn á. Không biết là sao nhưng mà anh thấy nước hôm nay hơi ngọt đấy. Khó hiểu. Sao không kiểu anh thấy nước không hơi ngọt đấy. Kiểu gì? Đây lâu chưa? Chanh và ngọt mà anh. Kiểu anh thấy vị ngọt của tình yêu ấy. Thôi làm mình bối rối. Tình yêu nào ạ? Hả? Tình yêu đứng cạnh anh ấy. Anh em của em là một đôi ạ. Một đôi ạ? Không sao, anh chấp nhận anh sẽ làm kẻ thứ ba được. Không anh ạ, không. Thì bây giờ hai người yêu, ba người hạnh phúc. Không không, hai người hạnh phúc. Đây là định nghĩa là hai người yêu, hai người hạnh phúc. À, hai người yêu, hai người hạnh phúc à? Mọi người, thế anh sẽ không xem vào chuyện tình của đôi em nữa nhé. Ê, em cầm hộ anh cốc nước đấy. Ok. Em đứng đây lâu chưa? Em cũng vừa mới đến. Vừa đến á? Đứng làm gì ấy? Em đứng đợi bạn. Trời quỷ ơi, trời ơi, gì mà. Đứng đợi bạn á? Ô kìa, người ta từ bé giờ mới được người đẹp cầm nước cho uống mà làm như thế, nhưng mà anh chưa uống là anh biết nước ngọt rồi đấy. Nước này nước chảy chảy. Ô kìa em. Không, nhưng mà uống là sẽ ngọt ra. Không, nó chua. Chua. Sao lại chua? Để thử mà. Không được đâu, khó à. Không, chua mà anh. Chua. Không ngọt đâu. Không ngọt. Vâng. Người cầm nước ngọt nên là nước nó sẽ ngọt đấy. Anh chưa thử sao anh biết được. Để anh thử đi. Cái này thử. Được đấy à? Tại sao không nói thử xem nào? Lý do tại sao thử không được à? Nhiều thứ. Thứ gì? Không được anh. Chua mà anh. Chua. Đúng rồi, chanh là chua. Không, nhưng mà em thì ngọt. Không có gì đâu, không ngọt thì chua đâu. Thế thôi, tạm biệt em nhé. Em chào anh. Em cầm hộ anh. Em đang đứng làm gì đây? Em đang đợi bạn. Đợi bạn á?
Ủa sao nước này người ta pha ngọt đấy. Em có thấy ngọt không? À, có thấy ngọt không? Không ạ. Sao lại không? Ngọt mà anh thấy ngọt đấy. Chắc là hơi nhiều đá. Anh bảo người ta cho ít đường rồi nhưng mà sao cũng ngọt đấy. Em cảm ơn. Nước này ngon đấy. Em thấy nước ngon không? Hết ngon rồi ạ. Hết ngon rồi á? Thế thôi. Thế anh xin phép nhá. Em đang đứng đây đợi ai ấy? Em đứng đợi bạn ạ. Đợi bạn ạ? Dạ vâng. Tại người ta không đến với em thôi ạ. Người ta không đến với em á? Sợ dạ đấy. Vâng. Anh, người ta không thích ạ. Như này anh còn thích, sao lại không thích? Người em thích không thích em? Người em thích không thích em ạ? Dạ vâng. À, có đi không có lại. Vâng. Đàn ông đẹp rồi đấy. Vâng. May không phải đàn ông. Thấy đứng đây lâu chưa? Em được một lúc rồi ạ. Một lúc rồi ạ? Dạ vâng. À, anh thấy nước anh hơi ngọt đấy. Chắc là do em cầm anh ạ. Do em cầm ạ? À? Vâng. Thế em cầm anh cả đời này được không? Thì ơi khó anh ạ. Sao lại khó à? Em muốn cầm người khác cơ. Em đang làm gì ấy? Em đang đợi bạn. Đợi bạn á? Anh uống. Ui, thằng nước này ngọt ngọt đấy. Em có bỏ gì vào trong nước của anh không ấy? Nước của em. Nước của em á? Sao nước của em rồi? À em quên, để anh đưa cho em.